Bạn đang xem Người Đưa Tin TV. Với tinh thần sẻ chia, lá lành đùm lá rách, vừa qua, câu lạc bộ Nối Vòng Tay Lớn phối hợp cùng truyền hình Người Đưa Tin và các mạnh thường quân tổ chức chương trình Xuân Yêu Thương, mang hàng trăm suất quà đến với đồng bào bản Sủng Chớ, xã Sủng Tráng, Yên Minh, Hà Giang. 704 phần quà đã được các mạnh thường quân trao tận tay cho những hoàn cảnh khó khăn. Trong đó, 196 suất quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, bao gồm các nhu yếu phẩm như gạo, sữa, mì tôm, bánh kẹo, chăn ấm, quần áo. 508 suất quà cho các em học sinh nghèo vượt khó gồm quần áo ấm, bánh kẹo, sữa. Đây là cơ hội để các mạnh thường quân đến gần hơn, sẻ chia khó khăn với những mảnh đời nghèo khổ, kém may mắn nơi vùng sâu vùng xa này. Chương trình cũng có ý nghĩa lớn đối với các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, động viên tinh thần để các em có thêm động lực, tiếp tục nỗ lực cố gắng vươn lên trong cuộc sống. Cảm ơn bạn đã xem Người Đưa Tin TV.